Nữ kia đánh vừa khéo, nam đánh hay, nữ đánh cũng hay luôn. Ui rồi ôi, nổ thế nhờ. Ui trời ơi. Điểm số 9-14, Đài Loan giao cầu. Ông Hàn kia đánh khéo lắm. Khéo. Ui trời ơi. Xử lý quá tinh tế của vận động viên nữ Hàn trong lần 2 để có thể làm quen và tương tác với nhau nào. Và trận đấu đã chính thức bắt đầu. Đập cầu rất nặng. Bỏ cầu rất sát lưới. Hello những người xem. Hơi vội. À, anh em cho Hùng hỏi em chất lượng mạng có ok không? Quên. Điểm số 89. Nhưng mà chưa thấy có đường cầu hay anh em nhỉ? Tự hỏng. Ok mạng ok đấy, cảm ơn anh Phạm Quang Quân nhá. Ok rồi, cảm ơn anh. Thì là mình bị loại hết rồi. Còn mỗi Thùy Linh với cả Đức Phát thôi. Anh đi quay lúc nào cũng có vận động viên giỏi, quá chuẩn luôn anh. Một pha bỏ nhỏ rất sát. Bom. Nữ bên này thủ chắc phết. Ông kia tự hỏng nhiều quá. TikTok đang ưu tiên cái đấy. Tại TikTok em làm nó muộn quá nên là cái thời gian đầu làm thì nó lên nhanh. Có đắt tiền ấy, những đồ giày vợt các thứ mấy trăm triệu vài triệu ấy. Thì làm trên Facebook nó có cái độ. Korea and Chinese Taipei. Hy vọng set 2 này bên Đài Loan đánh hay hơn. Rồi đập kinh nhỉ. Cổ tay khỏe thế. Không hay. Một rồi. Quá khéo léo, rất đơn giản nhỉ. Kết ngày kia chung kết à. Xong. Nãy thì chưa được sao được. Có thể sắp xếp thời gian qua nhà thi đấu quận Tây Hồ. Đập, đập nghe sướng. Chắc phải tầm 3 giờ. Giải đánh vài ngày rồi anh ơi. Nhưng mà là chiều nay nhá. Chắc tầm khoảng 3 giờ. Đổi điểm 10-15. Bom, úi xồi. Bom. Bom. Hai, một pha phản cầu 16. Lữ bên này đánh bập bõm thế nhỉ. Mười chín mười hai, 20-12, điểm cuối cùng của trận đấu luôn. Trận đấu sắp kết thúc rồi. Kết thúc bằng một pha đập cầu chăng? Không, một pha bắt lưới của vận động viên nữ.